Chào các bạn tin nhanh 247. Huyền thoại Honda chùm mền 16 năm, chốt giá trên trăm cũ, khiến dân chơi đứng ngồi không yên. Được sản xuất từ năm 2001, sau 16 năm, chiếc Honda Dream 2 vẫn được chủ xe sống ở Hồ Chí Minh giữ gìn. Xe chỉ mới chạy được 3.900-3 km. Vào năm 1985, mẫu xe Honda Dream 2 được sản xuất lần đầu tiên tại Thái Lan với động cơ 100cc, mang nhãn hiệu HA05E. Và tại Nhật Bản, dòng xe này có cái tên Super Cup 100S. Trong khi đó, thị trường Malaysia, chiếc xe được gọi S8, Indonesia là Extra Prima và tại Việt Nam là Supreme. Với thập niên 90, Honda đã tung ra phiên bản Dream 2 tem hồng có thêm bộ đề. Những chiếc Dream này được nhập về Việt Nam vào khoảng năm 92-93. Vào khoảng những năm 95, những chiếc Dream Thái tem lửa nhập nguyên chiếc bắt đầu thay thế cho Dream tem hồng. Những chiếc xe này xuất hiện tại các cửa hàng bán xe nhập khẩu cho đến hết năm 2002. Những chiếc Honda Dream 2 Thái tem lửa đã được một người sử dụng ở Hồ Chí Minh mua mới vào năm 2001. Và trải qua 16 năm, chủ nhân của chiếc xe sử dụng nó rất ít, chủ yếu là chùm mền và chỉ dùng nó đi được cái quãng đường 3.900 km trước khi bán lại cho một người chơi xe có tiếng ở Sài Gòn, chuyên mua bán xe máy độc và lạ. Chở được chủ nhân ít đi và được chén ni lông cẩn thận nên dàn nhựa của xe vẫn như mới, chỉ có cái khu vực cạnh nút đề đã bị bạc màu do người dùng nhấn ngón tay. Ở phần đầu xe, những chi tiết vẫn còn nguyên tem Thái. Ổ khóa của xe vẫn còn được chủ nhân giữ gìn sạch sẽ với hai chìa khóa thay xe. Yên của xe nguyên bản Honda Dream 2 Thái tại Sài Gòn vẫn còn được giữ như phơm đầy đặn do nút cao su không bị lão hóa và phần khung bằng sắt đầy chắc chắn. Một chiếc yên nguyên bản như thế này có thể được dân chơi xe máy Honda Dream bán mức giá lên tới là vài triệu đồng một chiếc. Dù được nhập vào Việt Nam từ rất lâu nhưng chiếc xe vẫn giữ được trong tình trạng như mới. Xe còn đủ theo các phụ tùng phụ kiện như gương chiếu hậu, gió phía trước, cái vỏ phía trước mà dân chơi Honda cái thời điểm thập niên 90 vẫn thường hay tiếu táo với cái câu xế nổ hai xẻ một giọt. Ngoài yên xe, phần cái đèn hậu và tay xách, thậm chí là cái miếng lót cao su của chiếc xe vẫn còn trong tình trạng nguyên bản, thậm chí là còn mới. Và chiếc Dream 2 này được một chủ nhân mới đăng ký là cái biển số cho em nó, sổ thêm biển kiểm soát mới 5 số với cái số đuôi 13579, nhìn rất độc và đẹp. Từng chi tiết kim loại trên xe vẫn được giữ lấp lánh, không bị rỉ màu theo thời gian nhờ những như xe hoạt động nhiều. Thậm chí một vài nơi cái dấu hoành đánh giáp lai giữa các chi tiết bắt ốc cũng còn nguyên bản và chứng tỏ cái bộ phận này chưa từng đụng chạm. Ở phía trước của chiếc Dream 2, cái cặp phuộc tế mai ơ và bộ lớp cam của chiếc xe vẫn còn như mới, chưa từng tháo lần nào. Lớp trước là lớp theo xe và được sản xuất tại cái phụ tùng Isboe của Thái Lan. Trong khi đó, cặp bành được sản xuất tại Sima Gusi. Hộp xích giảm sốc sao, gác để chân vân cho tính từng con ốc mang những nét nguyên bản hiếm có của dòng Dream 2 Thái. Hầu hết các chi tiết trên xe chỉ bị xước nhỏ do người chơi dắt ra để lau chùi. Thậm chí tem nguyên bản trên cốp hướng dẫn vẫn còn như nguyên. Trên ốc phuộc sau của chiếc xe vẫn còn nguyên bản, chứng tỏ nó chưa từng tháo rời để sửa chữa. Và tương tự xích sau vẫn chưa tăng một lần nào. Hệ thống phanh cơ của chiếc xe chưa được chủ nhân tăng lên. May ơ với sau vẫn còn như lớp mạ của nhà sản xuất. Cái cây bô của chiếc Dream 2 Thái này mang nhãn hiệu 1985 thay vì 2543 như những series sản xuất sau này. Theo dân chơi xe Dream lâu năm cho biết, loại bô 1985 cho tiếng nổ nhỏ nhưng tiếng hồi ấm, trong khi bô 2543 to và đánh hơn. Động cơ đi một xi lanh 4 kỳ SOC của Honda Dream có kết cấu là đơn giản, dễ sửa chữa và cực kỳ bền, với dung tích thực là 97cc, cho công suất tối đa là 8 lực và mô men sáng cực đại 8.1 Nm. Xe được trang bị hộp số vòng 4 cấp. Bên dưới gầm xe, thân máy và cần khởi động của chiếc xe là cũng hoàn toàn sạch sẽ. Nó không hề dính bùn đất hay dầu mỡ và cho thấy rằng chiếc Dream này được sử dụng và chỉ nằm đắp chiếu.
Hiện nay, một chiếc rim Thái là tầm dưới 5.000 km trở xuống đã được một người sưu tập trả giá là khoảng 100 triệu đồng. Và theo chủ nhân mới của chiếc rim ở Hồ Chí Minh này cho biết, sau khi đổi biển số, mức giá của chiếc rim nguyên bản mới chạy được 3.900 km này giá là hơn 100 triệu đồng. Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại bà cụ, giấu xác cho mồ tại. Vào ngày 4 tháng 10, đại tá Hà Văn Chí, trưởng phòng cảnh sát hình sự BC45, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hùng, sinh 1937, trú tại Trấn Hưng, huyện Vĩnh Thường, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại địa phương, Hùng bỏ học từ rất sớm, lớn lên không chịu làm ăn, mà sa cơ vào cờ bạc dẫn đến nợ nần. Tuy chưa có tiền án tiền sự nào ở địa phương, Hùng hay ăn cắp vặt. Hùng là con út trong gia đình có ba anh chị em nên phần đông được nuông chiều. Đối tượng có một vợ và hai con, nhưng hai vợ chồng đã sống ly thân từ nhiều năm nay. Khi được cơ quan công an mời lên làm việc, Hùng tỏ ra hết sức bình tĩnh và trả lời gần hết những câu hỏi do điều tra viên đưa ra. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã buộc đối tượng phải cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng 10 giờ sáng vào ngày 1 tháng 10, bà S đến nhà của Hùng xin quả cao về ăn chầu nhưng anh ta nói không có. Một lúc sau, giữa hai bên lời qua tiếng lại. Trong quá trình này, Hùng đã xô ngã bà S xuống cái sàn nhà và dùng gậy đánh vào cái gái khiến nạn nhân bất động tại chỗ. Biết bà S đã chết, Hùng bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi phi tang ra bụi chuối ven đường cách nhà là vài chục mét. Trong quá trình phi tang xác, đối tượng này thấy trên người nạn nhân có một số tài sản có giá trị, một sợi dây chuyền, hai đôi bông tai bằng vàng nên đã tháo mang đi bán. Hiện việc đang được công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt đối tượng giở trò đầu bại với em họ 4 tuổi. Trước đó, vào ngày 19/9, cháu N sinh năm 2013 đến nhà Hoàng chơi, lợi dụng lúc người lớn không có nhà, Hoàng đã dụ dỗ N vào phòng ngủ của cha mẹ Hoàng, cho N mượn điện thoại để chơi game. Lúc này Hoàng nảy sinh ý định giao cấu với bé N, nhưng chưa được thực hiện vì hành vi thì bé N đã bỏ về nhà. Sau 2 ngày, N lại đến nhà Hoàng chơi. Cũng với thủ đoạn lần như lần trước, Hoàng đã dụ dỗ N thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu. Không dừng ở đó, vào ngày 24/9, thủ đoạn cũng tương tự, Hoàng tiếp tục thực hiện hành vi với cháu N một lần nữa tại phòng ngủ của cha mẹ Hoàng. Khi phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường, chị Thúy hỏi N thì bị nói Hoàng giở trò đầu bại nhiều lần. Ngay lập tức, chị Thúy đã đến công an ở Khánh Thuận, huyện U Minh để trình báo sự việc cháu N bị Hoàng hiếp dâm nhiều lần. Và được biết, đối tượng Hoàng là bà con cô cậu với N. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận hành vi trên. Hiện việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe. Vì sao trưởng công an sút bay rủ rau người dân? Liên quan đến vụ trưởng công an xã sút bay thúng rau, thau cá của bà con, ngày 3 tháng 10, ông Phạm Ngọc Hùng, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin. Sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Quảng Điền có xảy ra vụ cán bộ xã dọn dẹp lòng lề đường nhưng có hành động phản cảm. Ông Hùng cũng xác định người có hành động lật, đạp, đá các thúng, thau hàng cá, rau của bà con trên đường là ông Lê Tấn Thịnh, trưởng công an xã Quảng Điền. Vụ việc này cùng ngày, ông Võ Vinh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền cho biết, việc ông Thịnh có hành vi đá văng vật dụng hàng hóa của người dân là do bức xúc trước việc một số người chiếm dụng lòng đường để kinh doanh buôn bán. Dù xã đã nhiều lần nhắc nhở, giải tỏa, nhưng tình trạng đó vẫn tái diễn. Ông Vinh nói, khu vực chợ xã có đường lớn đi qua, nhiều lần do họp chợ giữa đường mà suýt xảy ra tai nạn giao thông, nên chủ trương của xã là phải giải tỏa để lập lại trật tự an toàn giao thông. Cũng theo ông Vinh, do trưởng công an xã làm việc nhiều lần quá mà bà con không chấp hành nên nóng nảy, bức xúc dẫn đến hành động không chuẩn. Vị chủ tịch xã nói thêm, việc dọn dẹp lòng lề đường tại địa phương là thường xuyên. Tuy nhiên sau khi dọn dẹp, người dân lại lấn chiếm trở lại, khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy nhiên việc làm của trưởng công an xã như vậy là không được.
chủ trương dẹp lòng lề đường là đúng, nhưng cách ứng xử của cán bộ như thế là chưa hợp lý. Trước đó vào sáng cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip quay cảnh một người đàn ông mang dáng vẻ cán bộ mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm, liên tục quát tháo và dùng chân đá văng nhiều vật dụng, dùng tay ném hàng hóa của người dân đang bày bán trên đường. Đoạn clip đã nhận được rất nhiều bình luận về cách hành xử của người đàn ông này. Trong đó nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh, tuy nhiên cán bộ xã dùng chân đá đổ người dân bày bán trên đường là phản cảm.